tâm hòa bình Đà Lạt là công trình trọng điểm, mang nhiều ý nghĩa quan trọng, từ quy hoạch đô thị đến phát triển kinh tế và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng. Dự án đầu tư Trung tâm Thương mại Hòa Bình, khách sạn Đồi Dinh, dự kiến có 3 khu vực với tổng diện tích trên 56.300 m², chức năng là các khu công trình hỗn hợp. Trong đó, khu vực 1 phục vụ thương mại, dịch vụ, bãi đậu xe, tổng diện tích gần 32.000 m². Khu vực 2 chức năng thương mại, dịch vụ, tổng diện tích trên 7.400 m². Và khu vực 3 là khách sạn, dịch vụ, tổng diện tích gần 17.000 m². Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm hiện trạng công trình trong khu vực dự án, qua đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thẩm định thiết kế quy hoạch, kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng để triển khai xây dựng. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, dự kiến chủ đầu tư sẽ khởi công một số hạng mục vào cuối năm 2018.